Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, với nghị quyết 136, Quốc hội đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển bứt phá của Đà Nẵng, hiện thực hóa ước mơ của người dân thành phố. Với nhiều chính sách mới, khối lượng lớn nên cũng có không ít thách thức đặt ra về tiến độ và chất lượng, đặc biệt là với Hội đồng Nhân dân thành phố. Có lẽ là tôi nghĩ là các đồng chí cũng nên nghiên cứu cái cách làm của Quốc hội để mình làm cái phần mình. Lọc ra cái nghị quyết 136 này nó tổng số có bao nhiêu cái nghị quyết, bao nhiêu cái chính sách nào khác luật, chính sách nào vượt trội so với luật, chính sách nào luật hóa các cái quy định khác lên để chúng ta tính toán cho nó cụ thể và xin ý kiến hội đồng. Có những cái phải ủy quyền cho thường trực, theo tôi là như thế, thì mới triển khai nhanh được, chứ không thì lại thêm mấy kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng đề xuất thí điểm khu thương mại tự do là bước đột phá, thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đà Nẵng. Để sớm hiện thực hóa chính sách đặc thù này thì Đà Nẵng cần quyết liệt triển khai. Là cái rất là quan trọng đây, nhưng mà cũng thử thách lớn đấy, cả về nguồn lực thực hiện, cả về cơ chế ưu đãi, cả về thí điểm cơ chế một cửa tại ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố trong khu thương mại tự do, cả về chế độ trách nhiệm, cả về hoàn thiện chính sách pháp luật trong khu thương mại tự do. Nói thế nó có nhiều chính sách cụ thể lắm, phải tính toán cho nó kỹ. Cả về quy hoạch, bổ sung quy hoạch. Bây giờ quy hoạch của chúng ta Thủ tướng phê duyệt rồi, lúc đó ta mới nói một câu chung là có khu thương mại. Nhưng bây giờ chỉ nó nằm chỗ nào, kết nối logistic, kết nối cảng biển ra sao để nó hình thành cái khu thương mại tự do mà nó phát triển được. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng các đồ án quy hoạch phân khu, triển khai thực hiện chỉ thị 35 về Đại hội Đảng các cấp, gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện, tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và Hội đồng Nhân dân, tham gia góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.